chính là gốc quê nhà, nhưng mà hiện nay tôi ở ấp Hòa Đan. Thế nhân dịp ngày hội là hai anh em chúng tôi là một bà dì hiện nay ở làng Vạn, nhưng cũng gốc Đại Lâm. Thế tôi thì cũng gốc Đại Lâm nhưng mà tôi ở ấp Vạn. Thế cũng là ngày hội tôi về tôi vui với dân làng cùng với tất cả trong hội. Hôm nay anh em tôi là có một bài hát là Tìm Về Với Linh. Thế thì tôi xin các cụ và toàn thể với anh chị em cho một tràng pháo tay. Để chọn cho mở ra xếp phấn khởi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi.